Ok, rồi xin chào anh em đã quay trở lại với channel của mình ha. Và bây giờ là tập 4 nha anh em. Bây giờ là tập 4. Thì ở tập này chúng ta cần một cái plus, cần một cái splash. Đó rồi, cần một cái plus để có thể soi đèn. Một con nào có flash cũng được ha. Mình thấy thường thường thì chỉ đánh có ba con cho nên chắc là mình không cần thiết phải đem cái đám đệ tử đi theo. Đem ít thôi, nhưng mà con nào có flash để so với lại con nào pro chút xíu ha, máu ít ít xíu để cho nó đi đánh để có kinh nghiệm. Kamenha, ủa Kamenha nó có sết á. Ok, đem con kia theo cũng được. Venomoth cũng không cần thiết. Có con nào cấp tám mấy á, mình cho đem theo để đánh thôi. Đánh lên cấp các bạn. Đánh lên cấp. Gyarados không cần thiết ha các bạn. Gyarados mình đã có một con xịn rồi. Con Gyarados cấp trăm của mình đã mất tiêu ta. Thôi mình đem theo con Reshiram ha. Reshiram chỗ con thay chỗ con voi đi. Rồi. Con này là Pokemon thần nha các bạn. Hôm bữa mình bắt được mà cù bắp. Alakazam thì nó có quên ha. Mình phải đem theo một con mình phải đem theo một con Natu, con Satu chứ. Mình phải đem theo con Satu để nó có cái SPD xanh. SPD xanh và phép. Đúng rồi. Mình phải đem theo con Satu các bạn. Đặt ở vị trí số 1 vậy nè. Nó đi theo vừa đánh được mà vừa vừa bắt được Pokemon hệ phép nữa. Flash thì có con chuồn chuồn, hình như con chuồn chuồn này flash được. Ừ flash được rồi, xài chuồn chuồn đi. Bạn đền. Rồi ok. Tiếp tục nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái hang chỗ nãy để mình sẽ xẹt cái Forever Alone. Rồi xẹt cái này thì sẽ không có ai ở trong map của các bạn hết, không các bạn đi mình làm vụ mình nó sướng hơn, không bị lắc ha. Còn các bạn mà không xẹt Forever Alone á, các bạn làm vụ nó đắt dữ lắm, tại vì có rất là nhiều NPC, có rất là nhiều người chơi chung với mình ha, cho nên lắc khủng khiếp. Nên là làm cái này thì các bạn làm mình không có tụi kia, ý là nó cũng tồn tại song song với các bạn nhưng mà các bạn không thấy được, cũng như là tắt ẩn đi á. Rồi còn rất là nhiều nhiệm vụ nha các bạn, còn rất là nhiều nhiệm vụ ở trong cái nhiệm vụ mùa hè này. Mẹ thằng kia, thằng bạn mình mắc cười, nó nói với mình á là hả, nhiệm vụ ở đây á làm rất là nhanh để nhận thú cưỡi, lên YouTube coi đi anh, chứ nói không biết nào xong, nhận nhanh lắm. Đúng rồi, nhanh lắm, mình làm bữa giờ ba tập. U có sao biển các bạn. Con này chưa có bắt ngon nha, ngon ngon. Kệ các bạn, có con mấy con sao biển cấp 100 thì xài cũng ngon. Đánh đi, tao không có sợ mày đâu. Khó bắt nha. Không có chiều cho nó ngủ các bạn. Bắt được rồi. 30 SPD. Rồi 31 HP. Con sao biển này ngon này. Ở test 25 đánh phép ta, không chỉ số ngon các bạn. Slowpoke, Slowpoke không nên lấy SPD các bạn. Slowpoke lấy attack hoặc là ấy thôi, đừng có SPD.
76 hả? 76 đánh chiều này được. Nó không có tuổi với mình đâu. Con này hệ lửa hả? Hệ lửa dùng hệ tâm linh. Hệ nước thì dùng hệ chim. Thật sự nước thì các bạn nên xài hệ các bạn nên xài hệ hệ cỏ hoặc là hệ điện. Nhưng mà nếu mà trên lệch cấp quá lớn á, em cần thiết không xài gì cũng được á. Né hết mấy con quỷ đó ra đi. Gặp Pokemon xịn thì dĩ nhiên phải bắt. Ý là không phải xịn mà là mấy con mà bạn chưa có, cứ bắt hết cho mình. Sau này sẽ còn dùng tới. Rồi vô hang này giờ mình cần Blast. Nó tín hiệu nha. Né hết mấy ông giáo sư này ra nha các bạn. Onix mình chưa có. Rồi ngon. Onix tốc độ hộ có 19. Ok có xài được. Chết mẹ rồi. Mình không có Roxmon. Mắc Will. Mẹ ơi con này, con này nằm trong danh sách cấm BBB nè các bạn. Hình như đam của nó là khủng khiếp á. BBB là bị ban á. Thôi ôi, tác dụng bắt con zombie này. Má mày tới số mày với anh cày zombie rồi. 3-4. Ngon. Gì đây, xanh sữa không? Không xanh sữa ha. Intimidate cũng được, sao hết. Ray Candy ngon. Tiếc là mình không có Roxmon. Mẹ tự nhiên nãy bỏ con con voi. Giờ phải về lấy con voi chứ làm sao. Nhưng mà nếu mà về lấy con voi thì phải mua thêm cái escape rope. Nếu mà lấy con voi thì mình lấy hẳn con đá luôn cho rồi. Để có đít hay gì mình có mình xài. Đá của mình đâu ta? Không, giờ không cần em Alakazam nữa. Bộ ba quỷ diệt của mình không cần đem theo đâu. Đem theo con này được rồi. Mình còn một cái escape rope cho nên không cần thiết phải mua thêm. Tập này là tập 4 rồi nha các bạn. Tập này là tập 4 rồi và khi mà tới tập 4 rồi thì các bạn sẽ ok hơn ha. Sự kiện mùa hè cho nên các bạn nếu mà các bạn không thực hiện sự kiện này trong mùa hè này á mà để nó tắt đi cái event này á thì các bạn không có thu cửa miễn phí nữa. Bạn cũng không có thể nào bắt được mấy con ở trong khu này nữa. Nên là bạn tranh thủ ha. Tranh thủ có thể bắt được bao nhiêu thì cứ bắt. Bắt hết cho mình. Mua mấy quả cầu thường thôi, đánh cho nó ngủ cũng được hoặc là đánh cho nó ngủ cũng được hoặc là các bạn có thể sử dụng phone sweep để các bạn bắt. Sau đó sau này các bạn có thể bán. Giờ thì không bán được nhưng mà sau này biết đâu nó có khả năng bán. Mấy con như Hosea này nè các bạn. Nó có Rotate Disable á. Đánh cũng ổn lắm. Timid nhưng mà sẽ whip whim.
Thực sự nếu mà nó chống được một đòn của con cấp nó chống được một đòn của con cấp 60 thì cái khả năng nó đánh được rất là cao, khả năng tám mươi sáu à. Em không có tuổi với anh nha cưng, gì đây trời, toàn bộ là hệ nước. Mạnh mấy lồn 86 tăng ư. Mafriu bắt luôn anh em. 1 2. Đừng có chết con ơi. 1. Ok. Trời, ngon ha. Hung power. Cái đó là cái gì mình cũng không rành nữa, nhưng mà cũng ok á. Rồi, bật flash lên thôi. Mấy con Destrio này không cần thiết phải bắt đâu. Manchop. Cái con Manchop này là hệ thường, nhưng mà cú đấm vật lý của hệ fighting, nhưng mà cú đấm hệ giác đấu á, mà cú đấm của nó mạnh lắm, khủng khiếp lắm. Con này sợ hệ hệ chim với lại chim á, với lại điện à, chắc là vậy. Hay thường hay sợ hệ điện. Rồi các bạn ra khỏi hang ha, ra khỏi hang đi qua bên này để coi trong hang này có mấy con đặc biệt không. Còn ổn đây. Ba con cấp 90. Ông xài Phantom Force cũng uổng. Mega Banet. Má nó đánh trước luôn các bạn. Tuổi gì đây? Master đi luôn. Ma cấp 90 nó mạnh ghê gớm. Thường mấy con hệ đá nó hay có ability study á. Giờ này mà mày chơi chiêu bao cát. Chiêu bão cát không có tác dụng đối với mình nhiều. Đá. Đá dạ nó không thiếu em. Đá dạ nó không thiếu. Anh thiếu mấy con hiếm hiếm thôi. Bơi xuống. Hình như bơi xuống có đường ra. Bolivar. Cái con này sao nó sẽ tiến hóa thành con cóc nè, vừa tăng mà đam nước cũng cao. Ở đây có quả trứng. Làm mưa cho què đây. Ice Stone. Đá băng à. Được nha. Cũng ổn lắm á. Hình như mình nhớ một cái lần là mình đã cần cái cục đá băng này cực kỳ. Nó dùng để tiến hóa một cái con gì đó hiếm. Ice Stone. Má mà bây giờ mình đéo nhớ là cái cục đá băng nó dùng để làm cái gì. Bực thực sự.
Nhức đầu phải luôn. Đây, con đĩ này đây. Rồi. Anh em mình chịch nhau thôi. Bro test. Bao với bạn nó chơi hệ bóng tối. Thấy chưa? Trời ơi, má mình rành con này. Chết mẹ rồi. Thôi được rồi, đành chơi dơ vậy. Má đi sập bô được chiêu của mình thì mất dạy phải lồn. Được, Density Ball. Thần chết xuất hiện. Chết mẹ rồi, thần chết sống. Protect. Pencilit. Em có tuổi em ơi. Yeah. Ăn cứt rồi. Xong. Only you. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng cái sợi dây. Đây nè. Escape rope nha các bạn. Con Satu vẫn đi đầu. Nhưng mình lúc nào cũng đặt Satu đi đầu cho ngon. Ở đầu mình quyết định liền Satu là một cái việc làm ý nghĩa. Tại vì các bạn đem Natu theo á, cái khả năng nó chết rất là cao. Có để đeo đánh được thêm cốc cốc khô gì nữa. Mà con Satu này thì nó có thể đánh được nữa, có thể bắt được luôn. Nên em nó theo. Mua 4 sợi dây nữa. Cái sợi dây này rất là ngon các bạn, để hồi về. Thường thường thì các bạn sẽ không mua sợi dây mà chơi chiêu đánh một cái con nó xong lóc ao á. Bây giờ nó khóa thì lóc ao rồi. Giờ các bạn có lóc 10 ao cũng không được. Nên bạn phải mua dây. Không mà mình nghĩ vậy cũng được. Không sao. Rồi, ok ha. Cảm ơn so much. Đủ má phải cho cái gì chứ. Cây zombie hả? Ai vậy? Để đây coi đây có con gì. Ồ. Đây có khủng long lửa. Nói chung là Pokemon hay ma phải là hồi lửa. Con Sluma này mình cũng chưa có. Bắt luôn em. Đam lửa. Không sao các bạn. Thường thường thì mấy con này á nó yếu, nhưng mà một khi mà nó đã thành thần rồi á thì nó đã tiến hóa và full trăm full EV và các bạn biết đánh nữa. Thì kỹ năng của nó là thượng thừa nha các bạn. Tụi mẹ có thằng nào kìa. Anh không rảnh để đánh nhau với em đâu. Ray. Ô mẹ ơi. Sluma. À không đánh được à. Tưởng tưởng bêm nhau được, bêm nhau tí. Ai về không đánh được thôi. Ở đây mình không có xài sub max repeat gì đâu các bạn. Bỏ mon ở đây là bỏ cái mon bỏ mon cần để bắt mà. Cho nên càng bắt được con càng dễ đi dễ gặp thì càng tốt. Biết đâu gặp được con hiếm mình bắt luôn. Để dành sau này chơi các bạn. Đồ rùa. Con rùa này không biết tiến hóa chưa? Torokot hình như tiến hóa rồi á. Mình chưa đánh mà nó chơi rùa test.
này nó bị nứng. Mình cảm ơn mấy bạn nha, mấy bạn nào mà biết tên của mình hay vô gặp mình ở trong game á cũng cảm ơn. Thật sự là mình chỉ làm clip cho mấy bạn vui thôi, để các bạn biết chơi thôi. Mình cũng đang từng bước nghiên cứu game này thôi, chứ mình cũng như các bạn thôi, chứ mình không có là hơn các bạn bao nhiêu á. Mà mấy bạn biết tên mình vô hỏi anh cày zombie hả? Ý má, thật là vãi lồn. Gãi nhẫn. Trời ơi con này hả, defender của nó lên 28 luôn kìa. Ở tới 80 tụi má, quick smoke. Ngon lành phải lồn, thôi kệ mẹ nó. Làm vụ tiếp cái đã. Đi đường này là đúng rồi nha các bạn, đi đường này là đúng rồi đó, hợp lý về lồn rồi đó. Đây cái hang đây, vô. Các bạn không biết cái cảm giác mà fan nó biết mình đâu các bạn. Sướng lắm. Ôi, ở đây có Kangaskhan nữa nè. Con này mà Riolu luôn, con này mà tiến hóa Mega, Kangaskhan tiến hóa Mega là cái nó có cái nội tại mà nó có cái nội tại mình đánh được 2 lần các bạn. Thực sự không phải là đánh 2 lần mà nó đánh lần con đánh lần nữa, con nó nhảy ra khỏi túi đánh luôn với má. Nhưng mà ở trong game cho nên các bạn không thấy được là con nó nhảy ra, cho nên mặc định admin nó sẽ làm một cái ability là nó sẽ đánh được 2 lần. Cho nhanh á. Con Gusty này bắt luôn đi các bạn. Biết đâu hả, con Gusty này sẽ ra SPD 31. Mình sẽ thay đổi con Gengar của mình thành con Gusty này. Má tham vọng quá lớn các bạn ơi. Hiện tại thì mình cũng được khoảng 750 người đăng ký nha bạn. Bạn nào ủng hộ mình thì đăng ký cho mình nha. Để lên coi 1000 người đăng ký bật kiếm tiền các bạn. Có động lực làm mấy cái event tặng đủ thứ này thứ kia cho các bạn chơi cho vui. Đâu có gì khó đâu, giờ các bạn đang coi mình nè, các bạn bấm mẹ nó nút đăng ký đi. Nó cũng đâu có làm hại gì các bạn đâu, ủng hộ mình cái nữa ha. Ủng hộ mình coi như là ủng hộ anh em, mình có động lực mình làm thêm. Nhiều khi các bạn đi kiếm mình nữa, phải lộn. Chơi không chơi đi kiếm anh cày zombie làm gì, xong rồi chào anh rồi hết. Hỏi anh đang quay clip hôn cho em lên phim với. Vậy cứt thiệt. Có rất là nhiều tặng bao cái có rất là nhiều bạn tặng Pokemon cho mình nha. Mình cũng cảm ơn các bạn nhiều. Mình vì các bạn, hồi đầu mình vì các bạn làm, bây giờ mình tập trung để mình tăng cái kiến thức, cái kỹ năng đánh của mình lên. Cho nên mình không thể nào hỗ trợ các bạn nhiều được. Nếu mà hỗ trợ các bạn thì mình không có tăng cái khả năng của mình lên, mình dậm chân tại chỗ thôi. Cho mấy bạn thông cảm cho mình nha. Con này chơi Hibonolis cái nó chết ngắt. Thấy chưa? Tại mình không sử dụng thôi. Con Yama của mình có cái ability Compound A nè. Tăng thêm phần trăm của cái hiệu ứng. Nó ngủ nhưng mà nó không khuất phục các bạn. Mất dạy là vậy. Nó ngủ mà nó không khuất phục. Đây. Trời ơi đủ má. Attack Bo 26. Bạn thông cảm nha, mình hơi bị chữ thề. Rồi. Bạn đi theo đường này thôi. Gì hết. Có công mà sắt có ngày nên kim nha các bạn. Đừng hỏi sao anh cày zombie có này có cái. Ui. Cornelius. The fuck. Mạng bị mất các bạn thông cảm. Rồi tiếp tục nha anh em. Bị gì? Hành sơn. Ai? Ai hành? Lấy đồ cho nó che hả? Ủa che. Giờ nó đi hay là giờ nó vô? Đi. Đồ mắt không bao giờ mà nó trả mà nó xếp lại nha. Nãy nó quăng nó chừng nó đá chừng đá 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 mình.
đủ nó má. Có mình ha hả, nó có mình ha, mình á ở đâu cho nó mượn à? Con giác cấp á, cái đó là cơ. Của anh Thiện á, anh Thiện có xe hơi á, ai biết nhiều khi của nó là sao. Ồ, Charmander con này cấp 35 nhưng mà được cái tốc độ thôi, thôi kệ, xài đỡ các bạn. Ở trong đây có Charmander, có hơn không các bạn ơi. Tôi có con chuồn chuồn, có cái ability nội tại á, nó có cái nội tại mà khi quýnh cái hiệu ứng nó sẽ tăng 100% chính xác. Má quất con cái chưa chịu ngủ không à, một phát một lần nhỏ ngủ xong được làm ba lượt, muốn làm gì nó làm, ông muốn bắt nó cũng được, không muốn đánh nó cũng được, đánh ba lượt xong nó thức dậy cho nó ngủ nữa. Tùy theo con nha, chứ đấu quýnh lộn PVP thì nó kháng hiệu ứng lắm, không có ngủ được. Kệ nó, làm gì được nó giờ. Trời, gái nhắn tin anh em. Má như ngoài dĩa mà. Đụng hết ghê. Má té bà. Tối nào mới xả được luôn ra. Con này mình cũng có nên này các bạn. U mẹ ơi, chết mẹ rồi. Hên. Thực sự thì mình không muốn đánh nó, nhưng mà tại vì nó cấp cao quá mình đánh không chết. Tăng á. Mình đổi con khác cái nó thức dậy luôn. Muốn đánh lộn chứ gì. Đừng giỡn mặt. Tuy mình bị cái hiệu ứng nhưng mà không sao hết. Má cho nó nuốt đồ vô, cắn kẹo vô liền. Cắn kẹo bay nhảy vô anh em, cắn lắc vô. Thuốc lắc của mình đâu rồi? Đây. Nào, nào vô, đây mày nhào vô đây. Mày vô đây là mày tới số. Ừ, 95 như vậy được. Để coi mày chịu nổi một đòn của ma ba mega ba nét không. Đam của tao là siêu hiệu quả nha. Ở đây có Rolex này, con chó này hồi trước mình có con chó ưu cửi mà mình cho Athlon của mình rồi. Chia ra các bạn. Nói chung là các bạn có Pokemon các bạn đừng có để một con, cứ chia ra. Ngon lành ha. Rồi vô cung điện thôi. Nói chung là mình không nhớ là vô cung điện hay làm cái gì, nhưng mà nhớ rồi. Vô cung điện này mở mấy cái máy này đây. Ôi, má. Mày nó chặn rồi. Ba con cấp 100 luôn. Trời. Sợ à? Đâu có sợ mày. Legion chết mẹ, hên chưa đóng bằng. Một con không có tuổi các bạn, con này nó đánh trước chắc luôn, mình không tin được luôn á các bạn. Con két này nó có ability gì mà nó đánh trước hoài luôn các bạn, bao đánh trước. Cụ má đánh con cho 2001 luôn. Ghê gớm thiệt.
Reset. Lắc quá ta. Forever long. Biến mất đi tụi bay. Rồi chỗ này biến mất rồi nha. Không có bơi được các bạn. Này không phải chỗ bơi. Rồi. Công tắc được bật. Hibernation. Ở trong này không có Pokemon cho nên không cần thiết phải sử dụng Super Rabbit. Mình nhớ là có xài cái gì á mà Simi Passion. Hai thằng này làm đéo gì tập trung chỗ này dữ ta. Chạy trang đi. Thằng này phải đánh rồi. Ba con cấp 100. Sợ nó có ability study thôi. Chứ không phải là sợ mình đánh một cái nó không chết. Disable đi. Làm biến hồi máu các bạn. Mình đánh hai cái nó mới chết thì dĩ nhiên cái chiêu thứ hai nó xóa, cái chiêu thứ nhất nó đã xóa đi study rồi. Study nó chỉ giữ lúc lúc đầu thôi. Má lắc như quỷ các bạn. Mất mẹ nó con của mình luôn rồi. Một con nữa. Trời ơi. Heavy slam. Em tuổi danh rồi. Rồi đây nè các bạn, bật công tắc. Ok. Rồi bật công tắc thì ở đây nó mở. Vô bật công tắc cái nữa. Nó cho cái TM05 gì quên mẹ rồi. Không qua được nhờ. Ý là còn một cái công tắc nào đó mà mình chưa bật đúng không? Lắc vãi chặt. Công tắc nào ta? Má bật hết trơn rồi. Còn quần què đâu chưa bật. Có công tắc có hàng chó đẻ này là chưa bật này. Bây giờ bật ở đâu? Trời mẹ khó vai lồn. Vậy công tắc là mình chưa bật các bạn. Mà là con rùa nằm ở giữa. Chứ không phải là cái công tắc chưa bật. Bật thiệt. Mày biến mất hết cho tao nha. Mà tao forever long rồi. FA rồi nha. Tao FA rồi. Tụi bay biến hết. Cút hết.
Tôi ra cốt gì ở lo gì lắm anh chị trời. Trời mẹ ơi, con rùa này nó cần một con có griller các bạn ơi. Công to rồi các bạn ơi, đi tới đây bị giãn háng rồi. Về thôi, về thôi, về thôi. Con rùa này nó cần một con Pokemon ấy có griller. Đây nè, phải đem theo con này. Đờ mơ thiệt. Con này có Roxmon, thế cho con ma đi. Rồi con này Banette. Flash không cần nữa các bạn, không cần flash nữa. Mình lấy con Gyarados đeo đi, không cần flash nữa. Rồi, không cần flash nữa. Quên mẹ nó. Chỉnh cho dữ vô cuối cùng hả? Quên em theo con Griller. Đi một quãng đường xa như là gì vậy? Đem theo Griller, khó chịu thiệt. Cởi, thu cởi trong gói. Slipma mất dài. Các bạn nhớ là phải bắt một con mòng biển nha các bạn, bắt một con mòng biển xong cho tiến hóa anh thành Reeler ha. Ê, thành con Pep Leaper, nó có cái ability Reeler là khi mà vào trận nó sẽ tạo cái đám mưa á, thì cái con đó sẽ làm cho cái con rùa ngủ. Con đó nó hệ nước nhưng mà nó không học sết được. Mất dạy là cái chỗ đó. Nó có thể phun nước được nhưng mà đéo học sết được, đâu tạt nước được, không tạt nước được. Cái mỏ nó dài quá, nó không có chơi chiêu đó được. Mình có máy tính á, thì mình có thể quay một cái clip tầm 1 tiếng, 2 tiếng cho các bạn coi được. Còn mình không có máy tính á, mình có thể quay nhiều clip cho các bạn coi thôi, các bạn thông cảm nha. Giờ mình bị cách ly rồi, mình cũng không có làm được gì hết trơn. Con vua bíp này nó học được chiêu Protectable nha các bạn. Hệ lửa Protectable ngon á. Trời mẹ. Con đi led này cái đầu nó có cái nấm. Mất dạy, đụng má thì sự mất dạy. Rồi đánh đi. Gyarados xịn sò của tao này. Waterfall. Không chết luôn ha. Được. Anh chấm em rồi nha. Con này là hệ đất và hệ nước, cho nên giờ chiêu điện thì nó cũng không chết, mà chơi chiêu nước thì nó cũng không thấm à, cho nên con này không có đánh điện nước được, nó chỉ chơi bằng những cái chiêu khác thôi. Mình có một con hệ nước đá. Chơi chiêu điện vô thì nó lại thấm xuống đất. Còn chơi chiêu nước thì nó lại là hệ nước mà. Ngon lành ha. Cái thằng anime nó nghĩ ra cái chiêu của cái game này nhiều khi cũng thấy hay hay á. Tại vì khi mà các bạn chơi một con nào không thể nào mà nó đánh hụt, nó đánh hoài mà các bạn không trúng được. Thí dụ các bạn con này nó phải chơi chiêu khác liền. Nó biết ứng biến á. Không biết nãy em đi đúng đường không trời. Quên cái hang. Úi, rồi đụng má luôn. Xong đời. Trời mẹ real luôn.
Tuổi gì đây? Em tuổi gì? Thầy Tâm Linh. Tâm Linh nhắc đấu, nghĩ sao mà đánh, dùng sức mạnh đánh ma. Trời ơi, giờ này còn gồng hả? Được lắm em cốc. Toshiro ca cốc độc. Ở trong mắt ma này các bạn phải cần phải có mình chưa phân biệt được cái từ lava với từ mắt ma nha các bạn. Hai cái từ đó có điều có nghĩa là nham thạch nha, nhưng mà mình không phân biệt được. Nhưng mà mình nghĩ là mắt ma nó đặc hơn. Còn lava nó lỏng hơn nha. Má mình đã forever long rồi mà nó còn tùm lum ở đây. Tức nhờ. Chủ coi gì làm tình không mà Vũ? Hồi nãy mình đi không được là tại vì con này của mình nó còn bị yếu á. Giờ con này của mình nó mạnh rồi các bạn. Ê, mình không đúng con thôi. Giờ đúng con rồi. Cái đường nó dài lắm cho nên các bạn làm cái nhiệm vụ này hơi bị dài luôn á. Series game này, series nhận thú cưỡi này nó miễn phí nhưng mà nó nhiều. Bạn nào mà có mấy bạn nào mà có ôi, mình phải ra mình chụp một cái bức. Mình đứng trước cửa này ha. À, ngầu vậy trưởng. Chụp tấm ảnh coi. Ok ha các bạn. Đền thiên liêng lắm. Ê, nhầm đường bên đây. À, cái đường này mình mở hết rồi, mở cống hết rồi. Xong rồi, đường mấy đường này đi hết rồi. Rồi. Xong. Ủa, phải con rùa này có cưỡi không? Không phải hả? Thì chưa nha các bạn, chưa nhận thú cưỡi. Mới ấy thôi à. Hải chim mà. Hải chim muốn đánh được bằng con này đâu. Hải chim là phải dùng con ấy đánh. Mẹ không còn miếng máu nữa thiệt. Đây Hero Potion. Rồi ha. Để con nước lên đầu. Ở đây có một cái công tắc này. Nãy mình chưa bật công tắc. I-beam. Lửa hả?
Ray Candy. Chắc là phải bật hết mấy công tắc á. Mình nhận được bức thư gì rồi nè. Ui, chết mẹ rồi. À, là bị con này nó bắt rồi, nó bỏ vô đó. Hay nha. Được. Anh chấp nhận lời khiêu chiến của em. Má con này tăng. Chết mẹ rồi. Chơi chịu hơi nước thôi. Gì trời. Con này chắc thì đất đá gì quá. Ôi mình phải lồn. Chết này. Cũng chết à. Cá mập nó càng đánh càng cừ mà. Rồi mình thắng chắc rồi các bạn. Cái đồ má ngủ mất dạy. Ok. Ngủ tiếp đi. Ngủ luôn đi nha. Này cho mày ngủ. Bây giờ mình sẽ dùng Revive Hop để hồi sinh mấy con VIP của mình. Cái chỗ này đâu có gì để qua. Không có gì hết. Chỗ này cũng không xuống được. Nhưng mà mình mới nhận được cái bức thư á. Chắc là dùng để mở cái mở bức thư để hai thằng tiến sĩ mở cái cửa này á. Hai con chim này nó chỉ biết khóc thôi các bạn. Đường nó hơi xa và lộn, chán đời. À thì ra hồi nãy không phải là cái khối mà là do cái con rùa lửa nó nhả khói á các bạn. Đây nè, lá thư dành cho hai tỷ sĩ nè. Khó hiểu nha, đéo hiểu là nó sẽ sử dụng cái move nào luôn. Mình nhầm nha các bạn. Nói chung là tại vì mình cũng mới làm nhiệm vụ này cho nên chưa biết rành. Cho nên mấy bạn thông cảm ha, phải nghiên cứu rồi phải chỉ mấy bạn. Tức là hồi đầu là các bạn đem theo một con chim có Peppler ấy phải không? Giờ mình sẽ đi làm nhiệm vụ ở chỗ này để tìm ra con chim. Nè, cho con chim nó lại gặp con chim này thì mới lấy được.
mẹ nó mỗi lần mà vô lại cái mình phải forever luôn. Để làm chi? Để cho tụi nó biến mất á, mình đỡ lắc á các bạn. Chứ lắc lắm, làm gì cũng được luôn á. Đây nè, bạn coi nè, nó đi tới đây nha. Đó, các bạn phải nằm ở dưới đây nha. Nó sẽ đẩy các bạn lên phía trên này. Đó, sau đó nó sẽ cho các bạn cái gì đây nè. Mình cũng không nhớ nữa. Phải tìm một cái gì đó. Không phải, không ở đây. Đi xuống này quá. À, bên kia rồi. Kia rồi. 4 con nha các bạn. 4 con cấp 100. Nó hệ file. Không phải thường đâu. Má sử dụng bóng ma mà không thấm luôn ta. Phải 3 ẹt mới thấm. Clip này là mình sẽ lấy được khu cửi luôn nha các bạn. Tại 4 tập thôi, 5 tập nhiều quá. 5 tập nhiều quá, 4 tập thôi cho các bạn coi được rồi. Ngon. Em này là hệ đất đá. Trên xe trúng. Trúng đòn thôi. Rock Wedger. Trời ơi. Con Đông Farm của mình chơi một chiêu không nhận 150.000 điểm nghiệm luôn. Phải lồn thiệt. Rồi. Ok. Hồi sinh con Banette thôi. Với lại con Banette nãy giờ đánh cũng nhiều rồi, chuẩn bị trận đánh lớn ha. Cho nên cho nó cắn lắc vô. Cắn 2-3 lần lắc luôn. Chiêu rồi đó. Đó, các bạn đi xuống đây gặp con chim như này nha. Cứ di chuyển nha các bạn. Rồi, bạn đi theo nó nha. Cái gì mà gọi giờ này. Nó dừng lại thì các bạn chuyện với nó cho đi tiếp. Ý là nó đợi các bạn á. Nó đợi các bạn á. Lắc quá các bạn ơi. Cho nó ăn cái cây vô đi tiếp. Chim bãi tèo thiệt. Đẻ lên mày. Rồi nó tìm được bạn của nó rồi. Mất dạy ha. Bỏ mình ha. Khốn nạn. Rồi, của Giardot. Rồi, cho đeo đá Mega vô. Trận khốc liệt ha các bạn, phải chuẩn bị sẵn sàng. One to hell đúng không? There's nothing to... The
Không phải hả? Owen Socket. Rồi nha, bắt đầu nha. Ủa, quên ha. Không có, ôi chết mẹ nó thì. Mất dạy. Cái này fly. Dính chưởng. Mất dạy rồi, ăn cứt rồi các bạn. Trời mẹ ơi. Thôi còn chiêu quýnh nó một cái đi. Kiều kiều bẫy nó một cái. Ôi má. Không tin được. Protest. A. À. Chết mẹ rồi, đéo biến hình Mega được. Density Ball luôn. Ủa má, chết ngắt. Không sao các bạn. Mình có chiêu chơi dơ ha. Mình có chiêu chơi dơ cho nên không có sợ tụi nó. Rồi test thôi, đây. Đánh không lợi thì mình sẽ chơi dơ. Destiny Ball. Chết không? Quá mạnh. Con mình cấp 100 mà lo gì. Con nó cũng vậy. Giờ mình reverse hit cái con này của mình. Chết mẹ rồi. Super boss you cannot. Sử dụng reverse. Má không thể sử dụng ấy được à. Hồi đầu mình sai là tại mình nhắn tin cái lồn đúng má đang dầu sôi lửa bỏng. Trời ơi. What the fuck, 24 tiếng sau mới đánh được. Ok, nói chung là các bạn đánh thắng con này sẽ có thú cưỡi ha. Mà phải 24 tiếng sau. Ok, chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo ha. Ok, bye bye.